Yêu vợ như đặt villa, đặt riêng 4 chiếc váy cưới tiền tỷ cho bà xã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Mới đây, Đạt Villa tiếp tục tung bộ ảnh cưới của mình và bà xã ngoại quốc khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Vì Hia xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy cưới kín đáo nhưng vẫn tôn vóc dáng. Theo đó, cô dâu đã chọn cho mình tổng cộng 4 chiếc váy cưới, 3 chiếc để chụp ảnh và 1 chiếc để mặc trong ngày cưới chính thức tại Việt Nam. Tổng giá trị của 4 chiếc váy cưới lên tới 1 tỷ đồng. Được biết, Đạt Villa đã đặt riêng cho vợ chiếc váy cưới để mặc trong hôn lễ. Chiếc váy này được giữ bí mật, chỉ có một vài thông tin được hé lộ như chiếc váy được thiết kế theo phong cách công chúa, dáng xòe bồng, váy đính hơn 5.000 viên đá với ý nghĩa ngàn ánh sao trời đính lên vạt áo, khiến mỗi bước đi của cô dâu đều sẽ lấp lánh vầng sáng tinh tú tuyệt đẹp. Sau bao lần hợp tan, cặp đôi Đạt Villa và Vihia đã có một cái kết quá đẹp. Câu chuyện tình của cặp đôi cũng chính là minh chứng cho việc tình yêu không có khoảng cách. Dù gặp nhiều trắc trở, cách xa về mặt địa lý, bất đồng văn hóa, ngôn ngữ, nhưng cặp đôi vẫn vượt qua tất cả và ở bên nhau. Hy vọng trong thời gian tới, cả hai sẽ chính thức thông báo về đám cưới của mình tại Việt Nam. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự chịu chi của Đạt Villa dành cho bà xã? Comment ngay cho TV Trend được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.